Rồi cái con máy Samus 1600 đây bạn, con máy Samus 1600G khách hàng là anh Minh ở An Giang gửi mình sẽ gửi sửa nha bạn. Thì cái con này đầu tiên cơ bản là nó hư cái bo vi xử lý này, thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mình thay bo vi xử lý vào thì cái máy nó không thể nào kéo tải nổi 1000W nha bạn, 2000W nha bạn, thì 2000 nó sẽ bị hiện tượng ngắt. Thì bây giờ để mình sẽ làm xong mình sẽ kiểm tra lại cái phần chỉnh của cái con Samus này nó như thế nào, nó đã mượt chưa hay là nó còn cái gì lắp dắp không. Lại hai nữa là cái phần kéo tải của nó. Thì đây là cái chỉnh cái rộng xung, chỉnh cái tốc độ trộn nè, đang là 20 nè. Đây, anh đánh cá thì chỉnh về khoảng 9 hoặc 10 cho mình ha. Đó, chỉnh đã ok ha. Chỉnh chậm lên nè, chỉnh chậm nè, nhanh nè. Rồi ở đây là tần số cao nhất. Đó, đánh cá thì chỉnh về khoảng 10 cho mình ha, 13, 12 cũng được. Đây là tần số là thấp nhất nè, tần số trung bình nè, tần số cao trung bình là 75 nè, tần số 105, tần số tối đa là 110 ha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục test tiếp nha bạn. Đó, ở đây là có cái dãy tần số thấp hơn. Đó, đây là dãy tần số cao hơn. Đó, tần số cao hơn thì có 130 Hz. Đây nha bạn. Đó, đây là ba chế độ. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành cho máy kéo tải thử nha bạn. Nâng cấp lên thì nó kéo tải 2000, nó chạy phà phà luôn chứ không phải như lúc nãy. Lúc zin của nó thì Samus bạn biết rồi, 1000W là nó, 2000W là bắt đầu nó ngắt rồi. Đây 2000 nha bạn, mình sẽ cho nó chạy 3000. Thì con này dùng chợ mới ha. Mình vẫn cho nó chạy cái áp 900V luôn nha bạn. Đây, 900V luôn, kéo 3000W. Rồi, chỉnh độ rộng xung lên khoảng 10 12 nè là đánh một giật rất là ok ha. Đó, 3000 nha bạn. Rồi sau khi nâng cấp thì con máy này có thể chỉnh rất là mượt mà. Thứ nhất, thứ hai nữa nó có thể mang tải nặng rất là thoải mái. Mặc dù là đi cái áp rất là cao. Hai bạn ha. Xong nha, con Samus 1600G mình đã hoàn thành xong.